hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tập 222 bộ truyện thế giới hoàn mỹ. Mọi người cho mình xin một like, một comment với một đăng ký kênh để lấy động lực nhé. Thạch Hạo cơ bản không có ý thức được rằng mình đang nhấc phi tiên thạch lên, hiện trường yên lặng như tờ, hắn thì chìm đắm trong thế giới của mình. Chuyện cần có thiên lý nữa hay không? Một đám thiên nhân kinh hãi sau đó là biến sắc, tộc này xưa nay chưa hề có ai thành công, nhưng thiếu niên trước mắt này lại đang nhấc kỳ thạch kia lên ai nấy đều ồ lên, có thiên nhân tộc trẻ tuổi chịu không nổi, nhồn nhào khắp nơi. Hơn 10 vị thiên tài của ngoại tộc cũng khiếp sợ, bọn họ có quan hệ thân thiết với tộc này nên tự nhiên biết lai lịch của khối đá này, đây chính là đá thời tiên cổ, khó mà lay động được. Hiện giờ có người đánh tan nhận thức nhất phi tiên thạch qua khỏi đỉnh đầu, đồng thời cũng chẳng mấy vất vả, vô cùng tự nhiên. Thần lực kinh thật. Dù là tên sơ đại kia cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, phát ra sự thán phục như vậy. Hắn từng ôm lấy thế nhưng cũng chỉ nhấc lên được có một thước, kiên trì trong chốc lát mà thôi. Tất cả mọi người đều thất kinh, cảm thấy khó mà chấp nhận được. Đôi mắt của mạn châu xa hoa mở to, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như thế này, cái tên quỷ chẳng hề vừa mắt, ra mặt dày cộm lại thành công. Thảm, nàng lầm bầm và muốn chạy trốn, từng cá cược với thạch hạo thế nhưng giờ lại thất bại, hậu quả khó mà lường được hoa sen cũng thay đổi sắc mặt hiện giờ làm gì cho phải đây dù thế nào cũng không nghĩ tới người này thật sự có thể nhấc bổng khối đá tiên cổ này cứ như đang mơ vậy trước đây không lâu nàng còn khiêu khích còn cười nhạo thạch hạo cho rằng hắn không bao giờ nhấc tiên thạch lên nổi giờ thì kết quả ngay trước mắt hai cô gái nhìn nhau cảm thấy đại sự không ổn nghĩ tới vụ cá cược vừa nãy thì khiến cả người khó chịu thật sự sẽ là đạo lữ của thiếu niên này hay sao nghĩ tới kết quả này thì về mặt hai người liền biến đổi, bị dọa cho sợ hãi, cảm thấy tự mình hại mình điều kiện mà mình đưa ra không ngờ đối phương lại thực hiện dễ dàng như vậy. Hai cô gái kiêu căng tự mãn, trước nay ăn nói chưa bao giờ khép nép, vẫn luôn giữ phong thái tự tin, từ chối thiên tài của các tộc, hiện giờ phải cùng gà cho một người. Nghĩ tới kết quả này thì tha giết các nàng đi còn dễ chịu hơn, nếu như chuyện này truyền đi thì các nàng chịu sao nổi, quá mất mặt mà. Trời ạ, à, có người nhất bổng được phi tiên thạch sân diễn võ nhất thời loạn cả lên có người hét lớn truyền về nơi xa chuyện này có sức chấn động nên đã kinh động tới rất nhiều thiên nhân tên quỷ kia thành công có không ít người không có đi vào mà chỉ đứng bên ngoài sân diễn võ bởi vì quá nhiều người bên trong rồi lúc nhận được tin tức này thì không ai không ngạc nhiên tất cả đều vô cùng chấn động giờ này chưa hề có một ai giới tiên thạch lên được cả nhưng giờ lại có người làm được duy trì tư thế đó rất lâu tin tức này liền lan nhanh chẳng lẽ nói bà viên minh châu xinh đẹp nhất của tộc ta đều sẽ trở thành đạo lữ của hắn hay sao ông trời ơi ông hãy mau mau hạ xuống tia xếp đánh chết ta đi cho rồi có người kêu la đầy tuyệt vọng sự yên tĩnh ở khu vực này bị phá vỡ mọi người khó có thể bình tĩnh được nữa khắp nơi xôi trào mạn châu xa hoa hoa sen khi nghe được lời nói của mọi người thì vẻ mặt càng không thể kìm nén được nữa đặc biệt cảm nhận được tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình hai người hận không thể có khe nứt nào chui xuống cho xong làm sao bây giờ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không có chút biện pháp nào. Mạn trầu xa hoa với một thân y phục màu đỏ lấp lánh như ngọn lửa rực cháy, da thịt trắng như tuyết, giờ phút này nhíu chặt lông mày thật sự sầu lo. Hoa sơn bạch y thanh khiết, nàng vô cùng khó chịu nhưng cũng không có cách nào, nghĩ tới việc sắp trở thành đạo lữ của tên quỷ kia, mấy năm sau lại sinh con, nàng gần như phát điên. Hắn sao còn chưa động đậy gì thế, vẫn duy trì tư thế này, tiếng người huyên náo, mọi người đứng trong sân diễn võ hỏi, có người chú ý tới điểm lạ của Thạch Hạo nên đưa ra câu hỏi. Chuyện này quá bất hợp lý. Hắn vững như bàn thạch, không động đậy dơ cao phi tiên thạch, chẳng thấy chút mệt mỏi gì, tư thế như có thể giữ được rất lâu. Sao có khả năng chứ, có thể dơ cao là tốt lắm rồi, vì sao còn kiên trì lâu như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy khó tin, về mặt như gặp ma vậy. Ồ, đừng nói tên quỷ này đã bị đè chết, hiện giờ chỉ là bộ xác khô nên đứng yên nơi đó, có người nói thầm. Mạn Châu xa hoa và hoa sen ngay thấy thế thì liền nhìn lại, các nàng hy vọng sẽ xảy ra biến cố gì đó, sau đó có thể hủy đi cá cực kia. Nhịp hô hấp của hắn đều và dài, tinh lực trong cơ thể đang ngủ đông, như rồng ở vực sâu, rõ ràng đang ở trạng thái đỉnh cao, có người đưa ra kết luận. Là đang khiêu khích hay sao, tên sơ đại ngoại tộc kia hoài nghi, nếu không thì làm sao lại như thế. Mạn Châu xa hoa và hoa sen xem đi xem lại thì thấy hơi có lý, tên quỷ này mắt thì nhắm nghiền, dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió, quá đáng trách và đáng giận mà. Là hết cái gì, có nhân vật tiền bối tới, sau khi biết được tình ham thì vô cùng kinh ngạc, đứng ngây dại nơi đây. Trần thần Tây Hà là người chạy tới đầu tiên, cổ tổ đang bế quan, thiên thần đang giúp đỡ Vân Hy dung hợp thiên mệnh thạch, những chân thần khác thì xử lý việc trong tộc thành công rồi, tên nhóc này đã làm được, dù là chân thần cũng khiếp sợ, cảm thấy vô cùng bất ngờ, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Đây không phải là việc nhỏ, tuyệt đối sẽ làm cho thiên thần giật mình và sẽ xuất quan tìm hiểu rõ tình hình, việc này khó mà tin nổi được. Tên quỷ này đang diễn kịch mà, còn không hạ phi tiên thạch xuống đi, coi chừng mệt quá rồi ói máu mà chết đó, mạn châu xa hoa cắn phẫn. Không phải, hắn đang ngộ đạo, các ngươi không được quấy rầy hắn. Chân thần Tê Hà nhìn rõ vấn đề nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhắc nhở mọi người không được đụng vào hắn. Lời này vừa ra càng khiến nhiều người ghen tị, rất nhiều người trợn tròn mắt theo dõi hắn. Hoa sen, mạn châu xa hoa, ta còn thấy thiếu niên này như thế nào, hắn làm ra chuyện vĩ đại này, thế nhưng đã vượt qua các đời tiên hiền của thiên nhân tộc ta đấy, bà lão Tê Hà than thở. Hai thiếu nữ yên lặng, thiếu niên này quả nhiên siêu phàm, có hành động này thì tuyệt không phải là người thường. Thế nhưng khi nghĩ tới bộ dáng trước đây không lâu của hắn thì hai cô gái thật sự chịu không được. Đúng là một cơn ác mộng mà, Mạn Châu Sa Hoa chẳng hề khiêm nhường nói. Ta hộ pháp cho hắn, chân thần Tê Hà nói, mệnh lệnh cho một đám người tàn ra, còn bản thân bà bảo vệ nơi đây. Sau một canh giờ, rốt cuộc thạch hạo cũng mở mắt. Hắn nhẹ nhàng thở dài, thượng thương chi thủ quá phức tạp, nếu muốn hiểu và nắm giữ toàn bộ thì cần phải có thời gian, không thể hiểu và ghi nhớ toàn bộ trong nhất thời được lúc này hắn đã rời khỏi cảnh ngộ đạo lần sau còn có cơ hội ư ồ oh, than hét bổng phi tiên thạch lên thạch hạo kinh ngạc phát hiện ra trạng thái của mình trên thực tế là hắn không có nâng mà do khối đá này giao cảm cùng với thần văn trong cơ thể hắn nên tự mình lơ lửng lên gần đó mọi người chẳng biết nói gì trời ạ ta lại nhấc lên được sao chẳng lẽ còn phải cưới hai đóa hoa kia nữa, hắn như phát điên, mình là người chuẩn bị chạy trốn, nghĩ trăm phương ngàn kế để trốn, giờ lại thành ra một bước này. Tất cả mọi người đều đờ ra, tên quỷ nê lên mặt. Mọi người sẽ không hề tin đây là lời nói thật lòng của hắn, đều cảm thấy hắn đang hả hê, cố ý chế nhạo hai vị gia nhân tuyệt đại kia. Mạng Châu Sa Hoa lúc này liền tức giận, nói, người có ý gì, là cố ý phải không, nàng rất muốn đánh cho tên này một trận như tử ta thật không muốn nhấc lên mà, Thạch Hạo kêu oan, hắn cảm thấy không cách nào rời khỏi tòa thành này được rồi, nên không ngại nói chút lời thật tình. Nhưng khi vào trong tai mọi người thì quả thật quá kiêu ngạo, tuyệt đối là đang lên mặt. Cường giả trẻ tuổi của thiên nhân tộc đều trợn tròn mắt, cho rằng hắn đang cố ý, đang xem thường mọi người. Người, hoa sen trong bộ bạch y cũng bị chọc cho tức điên, khó mà duy trì được vẻ nhã nhặn, cùng với mạn châu sa hoa hận không thể cắn hắn mấy phát hơn 10 kỳ tài của ngoại tộc đều không biết nói gì bọn họ còn muốn cầu hôn về phía thiên nhân tộc, nhưng tên điên này lại xuất hiện, mạnh tới mức khiến người khác không biết nói gì luôn. Đây là một hồi phong ba bao phủ khắp thiên tri thành, thạch hạo muốn yên phận cũng không được, bất ngờ nâng lên khối đá này nên đã khiến khắp nơi chấn động. Nếu không phải cao tầng chưa thể đi ra được thì thạch hạo chắc chắn sẽ bị gọi tới tra hỏi vài câu rồi. Hai ngày sau, hắn trở lại bên hồ nước xanh thẳm kia, người tới thăm hỏi nối liền không dứt, cùng cả những thiên tài có thù với hắn trước đây. Bởi vì, có một sự thật khó mà sửa được là, Thạch Hạo chắc chắn sẽ kết thành đạo lữ với hai vị minh châu kia. Còn Vân Hy thì mọi người không thể phán đoán được, bởi vì nàng đã dung hợp thiên mệnh Thạch, nên sẽ được lão thiên nhân tự mình truyền pháp, người ngoài khó có thể sắp xếp được. Hai ngày qua, Mạn Châu xa hoa và hoa sen dầu dĩ không thôi, mỗi lần nghĩ tới sắp phải kết hôn với Thạch Hạo, làm đạo lữ với hắn thì hai người liền phát điên đặc biệt khi nghĩ tới cảnh đấu võ miệng rồi giao kèo cá cược với hắn thì mặt của các nàng liền nóng lên vô cùng tức giận nói tóm lại các nàng đã đặt mình vào cửa cá cược thua hai cô gái cảm thấy mình làm hơi bậy vô cùng hối hận không được ta không chịu hắn mặc dù mạnh thế nhưng quá xấu da mặt lại quá dày song tu với hắn thì sẽ khó chịu tới chết mất mạn châu sa hoa nói Nàng và Hoa Sen bàn bạc với nhau, âm thầm vận dụng toàn bộ mọi thủ đoạn và năng lực trong bóng tối của mình, muốn thay đổi tất cả mọi chuyện này. Trong hai ngày này, Thạch Hạo xin chân thần Tê Hà được ngồi xếp bằng trước phi tiên thạch để tìm hiểu và đã được phá lệ cho phép. Cái gì? Các nàng mời ta tới? Thạch Hạo kinh ngạc, có người truyền tin rằng hai vị minh châu mời hắn tới. Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, sau đó đi theo người này. Đi săn bắn, hái dược, Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, sau khi đi tới một tòa động phủ, nhìn thấy hai cô gái này thì nhận được tin như vậy. Thời gian này của hàng năm đều là thời gian mở cửa của vườn linh dược và khu nuôi thú, cho phép con em trẻ tuổi trong tộc đi vào săn bắn và hái dược. Thạch Hạo nhận được tin như thế này thì tinh thần liền phấn chấn, hắn biết, cơ hội khả năng đã tới, hai cô gái này vẫn chưa hề từ bỏ ý định, hắn cầu còn không được nữa là. Sự ảnh hưởng của hai tuyệt đại gia nhân này vô cùng kinh người, chỉ sau một ngày thì Thạch Hạo sẽ rời khỏi Thiên Tri Thành với một nhóm trẻ tuổi, tiến vào trong dãy núi với phạm vi 10 vạn dặm ở phía trước kia. Trong lục săn bắn hái dược thì rất bình thường, chỉ là sau cùng Thạch Hạo được dẫn tới trước một vực sâu. Có người nói, phía dưới là một đầu mối không gian không tên dẫn tới một tàn tích đầy hùng vĩ được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ, phi tiên thạch là được tìm thấy ở đây, Mạn Châu Sa Hoa giới thiệu. Thạch Hạo yên lặng cảm ứng, phát hiện tựa như có vết nứt không gian thật và sẽ dẫn tới nơi xa. Đây có thể là cơ hội chạy trốn của mình. Thạch Hạo âm thầm lấy trùng đồng quan sát, không chờ mạn châu xa hoa và hoa sa mê hoặc mà hắn liền phi thẳng xuống, nói, ta đi tìm thực hư. Hai cô gái cùng với những cao thủ do họ dẫn tới đều ngạc nhiên, tên khốn này sao lại trở nên ngu đần thế. Nghe lời như vậy luôn sao, bọn họ còn chưa kịp triển khai thủ đoạn khác mà đã tự mình đi rồi. Duệt nhưng một pháp liên xuất hiện quấn quanh lấy thạch hạo kéo hắn trở lại, không cho hắn nhảy xuống vực sâu kia. Một bóng người xuất hiện, chính là thiên thần thích thác đã dẫn hắn từ bình nguyên màu máu về đây. Tiểu hữu, phía dưới rất nguy hiểm, không thể đi vào, hắn cười nói với thạch hạo, sau nói nhìn chằm chằm mạn châu xa hoa và hoa sen khiến hai nàng gục đầu xuống. Đoàn người được mang trở về thiên tri thành, bất kể là hai cô gái hay là thạch hạo trong lòng đều rất thất vọng thích thác đã xuất quan ý nghĩa rằng những cao tầng kia sẽ xuất hiện thiên thần thích thác biết được cá cược giữa mạn châu xa hoa hoa sen và thạch hạo nên quyết định không lâu sau ba người sẽ kết làm đạo lữ trời ạ à, hai cô gái mặt mày ủ rủ hai mặt nhìn nhau tựa như bị chúng phải nguyền rủa tự nhiên lấy đá đè chân mình lần này thiệt thòi lớn rồi không chỉ như thế thiên thần thích thác cũng âm thầm đưa ra một quyết định mà chưa định công bố sẽ phong thạch hạo làm người hộ đạo của thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc điều này mang ý nghĩa tương lai sau này hắn sẽ là người hộ đạo của toàn bộ thiên nhân tộc chính xác quyền lực người hộ đạo của một bộ tộc vô cùng lớn chỉ đứng sau tộc chủ thích thác lôi kéo coi trọng như thế khiến một vài chân thần giật mình có người đưa ra dị nghị hắn chỉ có một câu người có thể lắng nghe được đạo âm của phi tiên thạch cả ở trong đó có tiên kinh bắt ta phải bưng trà rót nước à, Mạn Châu xa hoa tức giận, thật sự tức chịu không nổi luôn. Việc này khiến hai cô gái phát điên, quá đáng rồi đó, lôi kéo người khác cũng không cần phải tới mức này chứ, hai người giận dữ vào xấu hổ. Hai ngày gần đây, Thạch Hạo lại được cho phép đặc biệt, có thể vác phi tiên thạch trở về chỗ ở, đà tọa, tu hành, tìm hiểu đại đạo cả ngày cũng được. Hiển nhiên, tình huống này đã tạo nên sóng lớn, trong thiên nhân tộc xuất hiện nhiều lời bàn tán dù là những thiên tài của ngoại tộc cũng vậy ai cũng đều khiếp sợ người này nhất định phải lưu lại đáng để lôi kéo thiên thần thích thác mở miệng dặn mạn trâu xa hoa và hoa sen nói các nàng không được tức giận hai cô gái bất bình mặc dù tổ tiên cũng có thiên thần thế nhưng hai người lại phải đi tới bên hồ phụng mệnh chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho thạch hạo ồ các nàng tới đây làm gì tới lúc kết làm đạo lữ rồi à thạch hạo kinh ngạc sau đó nhỏ giọng bổ sung nói còn nôn nóng hơn cả ta Thật sự ta không phải là người dễ dãi. Hai cô gái suýt nữa thì cào cấu cái mặt dày này của hắn, sao không làm người khác tức cho được chứ, ai không phải là người dễ dãi, hai cô gái cắn răng, cố nhịn. Huyền tổ, trong phi tiên thạch có thứ gì vậy? Chân thần Tê Hà khiêm tốn thỉnh giáo Thiên thần Thích Thác, rất muốn biết bên trong là thứ gì, bà cảm thấy thích thác sùng ái thạch hạo quá mức. Nó ẩn chứa tiên linh lung, Thiên thần Thích Thác nghiêm túc nói. Tiên linh lung là thứ gì? Tê Hà ngạc nhiên. Thiền thư vô thượng được truyền lại từ kỳ nguyên tiên cổ, có thể khắc họa kinh văn đại đạo. Thích Thác nói, ánh mắt sâu lắng. Hà, Tề Hà khiếp sợ, đây chính là bí bảo vô giá. Đồng thời nàng cũng hơi không hiểu, vì sao người của mình không thể tìm hiểu? Bản thân tiên linh lung cũng không phải là đạo thống truyền thừa, chỉ là một tiên khí. Khi được vật chất bất tử tầm bổ thì nó sẽ có cảm ứng kỳ diệu, có thể khai thông thiên địa. Hiện ra một phần cốt văn đại đạo. Sau khi nghe vậy thì Tê Hà Đờ ra một lúc, nói, nói như thế, hắn có thể phát động một phần tiên kinh. Trần thần Tê Hà khó mà tin được, pháp bảo vàng ống phát sáng, tóc bạc phất phới, hai mắt trận tơ, run giọng nói, sao thế được chứ, hắn sao có thể phát động được tiên kinh. Nàng khó mà chấp nhận được, bởi vì trí cường giả trong tộc cũng không làm được, nhưng một thiếu niên lại có thể nghe được tiếng tụng kinh, khó mà tưởng tượng nổi. Đúng là ngoài ý muốn thiệt, nhưng hắn đã ngộ pháp, nếu không có tiên linh lung hiện lên một chút cốt văn đại đạo vậy giải thích như thế nào thiên thần thích thác nói trên người hắn có tiên khí có vật chất bất hủ tê hà lộ vẻ khác thường nói thế hiện giờ nàng đã hiểu tiên linh lung là bảo vật thì thế dù lấy báu vật của thế gian để so sánh thì giá trị của nó vẫn cao hơn nhiều thứ này tìm khắp thế gian cũng không có khối thứ hai Bản thân nó không có ghi chép bí pháp thế nhưng lại có thể khắc lại tạo hóa của vùng thế giới này, hiện lên vết tích đại đạo, bởi vậy mới được gọi là tiên kinh. Thích thác gật đầu, cho rằng trên người của Thạch Hạo có một chút vật chất bất tử còn sót lại. Hiện tại tiên linh lung không phải là khắc họa lại đại đạo của vùng thế giới này, mà là tu bổ lại một số đạo pháp không đầy đủ trên người của cái này, thiên thần thích thác phán đoán nếu là vế trước thì rất dễ hiểu bởi vì đây là giá trị của tiên linh lung nên thể hiện ra mà nếu là vế sau thì nói rõ trên người ma hi có truyền thừa vô thượng tuy có khuyết thế nhưng là đang bù đắp nhưng nếu nói theo vế nào thì đều có ý nghĩa trọng đại thứ này có ý nghĩa là một loại bảo thuật tuyệt thế đang thành hình tên nhóc này có lai lịch ra sao sao lại có vật chất bất tử chứ chân thần tê hà nói chỉ cần so sánh thì thiên thần thích thác xem trọng kết quả hơn. Lưu ý tới pháp mà thạch hạo đang ngộ, nếu như giao cho thiên nhân tộc thì đây chính là một truyền thừa vô thương. Còn có chút không hiểu được, tây hà không rõ, một thiếu niên thì sao lại nhận được một tiên khí với vật chất bất tử chứ? chuyện tình thế gian không có gì là tuyệt đối, có thể chỉ là một vật nhỏ nào đó lại dẫn tới loại biến hóa thế này, bởi vì bản thân phi tiên thạch có lẽ đã hấp thu một chút vật chất bất tử từ trước. Thiên thiên thích thác nói, nghĩ tới một vài chuyện cũ. Ngài nói là Tê Hà Thịnh giáo. Năm xưa, bộ tộc ta có sáu đại thiên nhân, thiên thần thích thác hơi hít mắt nghĩ tới quá khứ xa xưa kia, có chút hoài mong và có nhiều tiếc nuối. Ở thời Thái Cổ, thiên nhân tộc Huy Hoàng tới cực điểm, Huy Trấn Ba Ngàn Châu, được xưng là Hoàng tộc Thượng Giới, mở ra một thời đại hoàng kim. Trong lòng Tê Hà hơi động, bà cũng từng nghe chút lời đồn liên quan tới hướng đi của sáu địa thiên nhân cuối cùng này nên cũng khó mà biết đúng sai. Trong tộc cũng có rất nhiều người không biết thế nào. Dù là chân thần cũng khó hiểu rõ được bọn họ đã chết như thế nào, đó là một đề tài cấm kỵ. Vào thời điểm mạnh mẽ nhất và huy hoàng nhất, bộ tộc ta khó gặp được đối thủ, xưng tôn thiên hạ, trong ánh mắt của thiên thần thích thác rái lên hào quang, vô cùng ngóng trong thời kỳ đó. Họ đã đi nơi nào, chân thần Tê Hà cẩn thận hỏi, hiển nhiên đang nói tới sáu đại thiên nhân kia, thừa cơ hội này mà hỏi tiếp. Thiên thần thích thác khẽ thở dài, nói, sáu đại thiên nhân cuối cùng này đều tới khu vực không người, vừa đi là mấy chục, mấy trăm vạn năm, trong đó năm người kia không một ai trở về nữa. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới thiên nhân tộc xa sút nếu không, sáu đại thiên nhân cùng trở về thì vẫn là hoàng tộc thượng giới này. Trần thần Tê Hà rung động, mấy vị cổ tổ trong tộc thì ra là biến mất như vậy. Sáu đại cường giả vô thượng từ nhân thành thiên, cuối cùng chỉ có một người sống sót trở lại mà hắn một chữ không đề cập tới, không hề nói đã xảy ra tai họa gì ở khu vực không người kia. Năm đó, bọn họ mang theo tiên linh lung vào nơi sâu trong cấm khu minh mông không có phần cuối kia, lúc đó phát hiện ra một chút vật chất bất tử, thiên thần thích thác nói, vén mở bí ẩn này. Trần thần Tây Hà chấn động, sáu đại thiên nhân này đều có mưu đồ rất lớn. Đáng tiếc chính là, năm người đã chết, chỉ một người còn sống trở về, sự thật này đáng sợ vô cùng nên biết, sáu người này khi cất bước trong thiên hạ đều quét ngang tất cả địch thủ, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế cũng không biết bên trong cấm khu kia có cái gì, không ai nói rõ được. Vì Tiên Thạch rất quan trọng, có thể sẽ giành được một phần tiên kinh vô thượng, nhất định phải giữ hắn ở lại tộc ta, thiên thần thích thắc phục hồi lại tinh thần rồi phân phó như thế. Năm đại thiên nhân biến mất, đánh đổi như thế mới có thể thu được một chút vật chất bất tử cho tiên linh lung hấp thu, tuy rằng không đủ nhưng nay lại bị người khác phát động được, đương nhiên phải quý trọng cơ hội này. Trần Thần Tê Hải hiểu rõ, không thể để Thạch Hạo rời đi được thạch hạo trở thành người hộ đạo tin tức này vẫn chưa được công khai chỉ là âm thầm báo cho hắn bởi vì ảnh hưởng quá lớn nên thiên nhân tộc lo lắng thế nhưng tình cảnh trước mắt nhanh chóng chuyển hướng tốt có được người chuyên bảo vệ thì khiến hắn an tận ngộ pháp mấy ngày nay thạch hạo đạt được rất nhiều chỗ tốt trong phi tiên thạch có ánh sáng mông lung tỏa ra xuyên qua cánh tay chiếu vào trong cơ thể của hắn phù văn hiển hiện đồng thời có âm thanh đại đạo như là hoàng chuông đại lữ nổ vang bên tai giúp hắn ngộ đạo hắn mượn phi tiên thạch nên càng hiểu rõ phủ văn trong cơ thể hơn, từng cái được hắn nắm giữ thế nhưng không thể xong ngay một lần được, dù sao trí tôn cốt đã mất từ lâu. Trong quá trình này, thạch hạo quan sát biến hóa trong cơ thể mình, xem thử nó khác biệt ra sao, vì sao có thể cảm ứng được bí lực của phi tiên thạch. Hắn phát hiện, có thể có quan hệ với hai tờ giấy vàng kim của lôi đế, khí tức tiên đạo trong tờ giấy này đã kích thích điều đặc biệt trong phi tiên thạch. Rất nhanh, lần ngộ đạo này kết thúc, hắn buông phi tiên thạch ra mạn châu xa hoa, hoa sen xuất hiện, vẻ mặt chẳng hề tình nguyện, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ không cam, chăm sóc tên này khiến nàng cảm thấy chẳng hề vui vẻ chút nào. Đây là thực đơn, người chọn món đi, mạn châu xa hoa mặt chẳng hề cảm xúc. Càn rồng trăm cân, tùy phượng ba bàn, thạch hạo trêu chọc. Người, hoa sen trừng hắn, cảm thấy tên quỷ này vô cùng đáng ghét, luôn luôn chống đối với mình. Thiên nhân tộc vì thạch hạo mà chuẩn bị thực đơn rất kinh người, đều là bảo dược, linh dược, bất kỳ thứ nào cũng đều có giá trị rất cao, chỉ vì để hắn ngộ đạo. Ví như tử phủ dịch có thể gột rửa thần thức, khiến thân thể trong sạch, là người bình thường dù là nghĩ cũng chưa nghĩ tới, đều là thứ chưa hề thấy bao giờ. Nguyên liệu nấu ăn đều là những tinh hoa linh dược, huyết nhục đại dược, chỉ cần một trong những món này nếu đưa ra bên ngoài thì khiến bao nhiêu người thèm khát, bởi vì giá trị vô cùng lớn. Ra mặt dày thì có gì là tốt, đáng giá để thiên thần thích thác phải chăm lo như vậy không? Mạn Châu Sa Hoa không vừa lòng, dù là nàng khi thấy những nguyên liệu kia cũng phải lưu lưỡi. Ví như chén canh kia, bên trong có được một chút thánh dược được luyện chế đặc sệt lại, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong tình huống bình thường, chỉ có thiên thần bế quan thì mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Thạch hạo khó mà bật cười được, tuy rằng mấy ngày nay đều được thiên nhân tộc cung cấp, thế nhưng trời mới biết sau khi thân phận của hắn bị lộ thì sẽ phát sinh chuyện gì khi nào thì chúng ta kết thành đạo lữ đây, hắn nhìn về hai người, cố ý hù. Lập tức hai cô gái sợ tới tái mặt, rất muốn trốn khỏi thiên tri thành này, vạn nhất bị ép hôn gà cho tên đáng ghét này thì quả thật còn đáng sợ hơn cả trừng phạt nữa. Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo Thạch Hạo vô cùng thích thú, mượn tiên linh lung tu hành, có hai viên minh châu của thiên nhân tộc bầu bạn, quả thật tựa như công tử bột đỉnh cấp vậy làm cách nào mới có thể rời khỏi đây đây, lúc không có người thì thạch hạo sầu não, than thở, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Tri Thành, một đám thiên nhân tuổi trẻ đều hâm mộ, bọn họ có nghe tới một vài tin tức. Các ngươi cũng biết, tên quỷ nhất phi tiên thạch lên kia hiện được xem như là bảo bối, có thể hưởng dụng các bảo dược thần thánh. Hay, nếu như vậy cũng kệ, hai viên minh châu của bộ tộc ta lại bị hắn độc chiếm trong phòng, thiên lý khó dung mà. Cái gì? Sao có lý đó được chứ? Không được khinh nhờn hai vị tiên tử. Một đám người cãi vã trong thành đều là cường giả thiên nhân tộc trẻ tuổi. Từng câu ta nói đều là sự thật, Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen đều ở cùng một chỗ với hắn, không tin ngươi có thể đi kiểm tra. Tin tức này chấn động không thôi. Thiên nhân tộc coi trọng Ma Hi, cho hắn bảo dược để tìm hiểu đại đạo, những thứ này bọn họ có thể chấp nhận được, nhưng tin tức còn lại thì khiến rất nhiều thiên nhân trẻ tuổi tức giận. Cùng đó, tin tức truyền ra, hầu như tất cả thiên nhân của thế hệ trẻ tuổi đều trở nên sụp sôi, âm ý khắp trốn. Hai vị tuyệt đại gia nhân của bộ tộc ta lại bị một tên nhóc ngoại tộc thu vào trong phòng. Trời ạ, à, người hãy hạ xuống một tia sét đánh chết ta đi cho xong, sống trên đời này thì còn có mục tiêu gì nữa, khiến người khác thất vọng quá mà. Ngoại giới, hoàn toàn sôi sục. Tiểu thư, không tốt, có người đang chửi bới tiểu thư, có hầu gái vội vàng chuyển tin. Ai, kẻ nào, mạng châu xa hoa hỏi. Tiểu thư thử đi dạo một vòng thì biết người hầu gái không dám nói thẳng. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen cùng đứng dậy, mới vừa bước xuống đường lập tức gây nên rối loạn, rất nhiều cường già trẻ tuổi xông tới. Rất nhanh, các nàng đã biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy tức giận và xấu hổ vô cùng. Chuyện này quả thật hủy sạch đi hình tượng trước nay, tất cả mọi người đều bàn luận chuyện này. Mạn Châu Sa Hoa, đừng sợ, không phải chỉ là một tên ngoại tộc hay sao? Chúng ta sẽ giúp nàng đuổi hắn đi thiên tri thành này không cho hắn hắn bắt nạt đàn ông chọc dẹo đàn bà. Hoa sen, ta sẽ chiến vì nàng, đánh đuổi tên vô liêm sĩ kia, thế không ghét bỏ nàng. Ngày thấy những lời này thì hai vị gia nhân tuyệt sắc này chịu sao nổi chứ, càng nghe thì càng cảm thấy không đúng, sắc mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng, hai người tức tới mức tái xanh mặt, phải tay áo rời đi hiển nhiên chuyện này cũng có người cố ý gây nên các nàng tạo nên sự oán giận của mọi người muốn mượn tay mọi người để đối phó với thạch hạo hiện giờ đã thành công một nửa quả nhiên quân hùng phẫn nộ một nhóm thiên nhân tuổi trẻ dẫn đầu đi tới phía trước hồ nước xanh thẳm kia muốn bao vây lấy chỗ ở của thạch hạo cái tên ác bá nhà ngươi thả minh châu thiên nhân tộc tộc trở về nhanh dựa vào cái gì mà dám làm thế hả dám làm mưa làm gió ở thiên tri thành ta ngươi cũng chẳng phải là người của đế tộc gì bộ tộc ta đời nào thỏa hiệp với ngươi thạch hạo không hiểu gì cả bị quấy dày tu hành nên rời khỏi nhìn về đám cường già trẻ tuổi thiên nhân tộc với số lượng lên tới hàng ngàn kia hắn cảm thấy mình vô tội cút khỏi thiên tri thành nơi đây không phải là nơi để ngươi ở tên nhóc này thì có tài cắn gì bắt nạt đàn ông chọc dẹo đàn bà ở bộ tộc ta ta muốn khiêu chiến với ngươi ở đây chỉ áp thạch hạo nghe thấy những lời kêu gào này thì yếc xéo tất cả mọi người ta kết đạo lữ, liên quan quái gì tới các ngươi? Chỉ một câu đơn giản liền như ném lửa vào thuốc súng, rất nhiều người đều muốn xông tới vây đánh hắn. Thạch hạo liếc nhìn mạn châu Sa hoa và hoa sen thì phát hiện khóe miệng của hai người hơi nhếch lên, ý thức được tất cả mọi người ở đây đều do các nàng gây nên, lập tức nhanh chân đi tới. Mạn châu Sa hoa, hoa sen, các nàng lại đây, đừng hoạt động mạnh mà ảnh hưởng tới thai nhi, đừng chấp nhặt bọn họ làm gì, nào, đi với ta về dưỡng thai nào lời này vừa ra nơi đây trở nên yên tĩnh có thiên nhân trẻ tuổi há miệng khiếp sợ ủ rủ sau đó là tuyệt vọng cái tên khốn nhà ngươi cuối cùng cường giả tuổi trẻ của thiên nhân tộc đều hét lớn nơi đây đại loạn mạn châu xa hoa hoa sen đều hét lên tên quỷ này ăn nói hàm hồ lần này dù có giải thích ra sao thì cũng sẽ không rõ ràng được khó có thể nói rõ các nàng đều hét lớn, thế nhưng những người kia cũng gầm thét cho nên âm thanh của các nàng bị nhấn chìm, hai người giận dữ và xấu hổ, ảo não, hận không thể cắn chết Thạch Hạo. Thạch Hạo ra tay, thân hình như ma quỷ tới bên cạnh kéo các nàng đi, tu vi của hắn mạnh hơn các nàng nhiều nên cơ bản không cách nào phản kháng. Mọi người nổi giận, muốn công kích. Kết quả, chân thần Tê Hà xuất hiện, hét lớn một tiếng áp chế tất cả mọi người, ra lệnh cho bọn họ rời đi. Phòng ba không thể nào ngừng lại được, Hôm đó có không ít thiên tài xuất quan tới đây khiêu chiến, muốn cùng quyết chiến với Ma Hi. Thạch Hạo lấy phi tiên thạch ra vứt tại ven hồ, nói cho mọi người biết, ai có thể nhấc bồng lên được thì hẳn khiêu chiến với mình, nếu không xin hãy trả lại vẻ yên tĩnh cho nơi này. Quá kiêu ngạo mà, mọi người oán giận thế nhưng chẳng còn cách nào khác bởi vì không ai có thể nhấc lên nổi. Ngày hôm đó, Mạn Châu xa hoa và hoa sen tức muốn ói máu, muốn liều mạng với Thạch Hạo, Thế nhưng lại không phải là đối thủ, cả hai đều bị trấn áp. Lần này hiểu được ác danh bắt nạt đàn ông chọc dẹo đàn bà. Chúng ta không phục, muốn gặp thiên thần. Mời cổ tổ xuất quan, giữ gìn lễ phải. Ngày hôm đó, rất nhiều người kêu la. Ngoài dữ liệu của mọi người là, thiên thần đồng thời xuất quan. Bởi vì, Vân Hy đã dung hợp xong xuôi với thiên mệnh thạch, không cần bọn họ giúp đỡ và hộ pháp nữa, tất cả đều xuất hiện. Thạch hạo thở dài, việc nên tới cuối cùng cũng đã tới thiên thần xuất quan, ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà, ngoại ý muốn chính là, Thạch Hạo vẫn chưa hề bị gọi tới, chỗ của hắn ngược lại rất yên tĩnh, Tê Hà nói hắn cứ yên tâm mà ngộ đạo, không nên nghĩ ngợi tới những chuyện khác. Hiển nhiên, bà hy vọng Ma Hy dựa mà sự giúp đỡ của tiên linh lung sẽ hiểu được bí pháp vô thượng, sau đó sẽ giao cho thiên nhân tộc. Thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc thất vọng, cao tầng trong tộc chưa hề xử trí thạch hạo, ngược lại càng thêm ưu ái hơn sẽ có người bảo vệ quanh hồ nước và sẽ không cho bất kỳ ai tiếp cận rất nhanh mọi người tập trung về một chuyện khác một trong ba đại kỳ tài vân hy đã xuất quan đã thành công dung hợp thiên mệnh thạch từ đây sẽ mở ra một con đường vô thượng chuyện này ảnh hưởng tới rất sâu lúc thái cổ đã có sáu đại thiên nhân và sau đó đã khai sáng ra hoàng tộc thượng giới này lại xuất hiện một người như thế dù hiện tại cũng chỉ tính là một hạt giống mà thôi làm người khác tiếc nuối chính là vốn có bốn người những một người bị giết chết trên đường trở về may mắn là còn có một người tuy đã trọng thương nhưng đã được cứu trị kịp thời hôm nay cả tòa thành náo động tạm đại kỳ tài xuất hiện khiến mọi người tạm bỏ qua những việc khác tất cả đứng hai bên đường hoan hô biểu thị niềm hy vọng và huy hoàng có thể sẽ dẫn dắt thiên nhân tộc quân lâm thiên hạ thêm một lần nữa mạn châu xa hoa và hoa sen thần sắc đầy phức tạp, nhìn ba đại cường giả được muôn người chú ý kia, đặc biệt là cô gái mặc áo tím, khiến hai người khó nén được buồn bã. Trước đó, Vân Hy và các nàng đều giống nhau, cũng không phải dùng sức chiến đấu, tu hành để nổi danh mà chỉ là vì dung mạo khuynh thành, được đặt ngang hàng với các nàng, là ba viên minh châu của thiên nhân tộc. Nhưng, thiên mệnh thạch đã thay đổi tất cả vận mệnh của các nàng. Trong tộc có một khối phế thạch, tên là thiên mệnh, có thể kiểm tra được tiềm lực của thế hệ trẻ tuổi, có thể sẽ dung hợp hoàn hoãn nhất với thiên mệnh thạch. Vân Hy đã thông qua được kiểm tra, nàng và một đám người đi tới vị trí bí ẩn, cuối cùng đã siêu thoát dung hợp với thần thạch này từ nay về sau, con đường của các nàng hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế đây cũng chẳng phải có gì ngạc nhiên, thiên nhân tộc rất đặc biệt, bọn họ chia làm hai giai đoạn, nhân và thiên ở giai đoạn nhân thì cũng không cần phải kinh diễm, nhưng khi tới thiên thì có thể bùng phát ra tiềm năng của mình đạt được thiên mệnh thạch và dung hợp hoàn mỹ chứng thực rằng tương lai ba người này có tiềm năng vô tận ở giai đoạn thiên sẽ vang dội của kim. Còn như căn cơ ở giai đoạn trước thì cơ bản không thành vấn đề, từ nhân thành thiên, vốn là một quá trình niết bàn, con đường đã đi qua sắp sửa bị chỉnh sửa. Bắt đầu lại từ đầu, chính là bắt đầu lại con đường từ nhân thành thiên. Giai đoạn nhân không quan trọng lắm, quan trọng là khi bước lên con đường này, một khi niết bàn thì giai đoạn thiên sẽ thật sự bùng nổ ra hào quang nên có. Mạn châu xa hoa và hoa xe làm sao không buồn giàu, vốn là một thiếu nữ nổi danh cùng với các nàng, nhưng nay lại sắp trở thành một thành viên trọng nhất nhất trong tộc. Gương mặt của Vân Hy chẳng hề thua kèm các nàng, đều là gia nhân tuyệt đại thế nhưng thân phận, thành tựu trong tương lai sẽ đạt được trước nay chưa hề có, nhất định sẽ vượt lên trên các nàng. Tương lai, Vân Hy có lẽ sẽ quân lâm thiên hạ, hai bên sẽ không cùng một thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người của thiên nhân tộc đều đang quan sát Vân Hy, nàng với tự y phấp phới, lọn tóc phát ra ánh sáng dịu dàng, chiếc trán trắng mịn, lông mi cong cong, mặt to như bảo thạch, môi anh đào tươi đẹp, dáng điệu thước tha, cả người thanh lệ tuyệt tục, cứ như tiên nữ từ tranh bước ra, xinh đẹp không gì tà nổi. Đồng thời, trên người nàng toát lên một loại thần vận khác với tất cả mọi người, đây chính là kết quả sau khi dung hợp thiên mệnh thạch, được trời xanh tán thành, tập hợp trí tuệ của đất trời có thể xưng tụng là tài hoa phong nhã. Thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc vẻ mặt đều ngần ngơ, con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy tự ti mặc cảm. Ngoại trừ Vân Hy ra thì hai người khác đều là nam, cũng thu hút sự chú ý của người khác. Một trong hai người này trước kia cũng giống Vân Hy, cũng không tính là thiên nhân trẻ tuổi mạnh nhất, nhưng tuân theo số mệnh mà quật khởi, đạt được thiên mệnh thạch và đã dung hợp. Còn người còn lại thì càng thêm trói mắt, hắn và Vân Hy đều có tóc tím sáng như thác nước, có một loại thần vận đặc biệt, đây là một chàng trai siêu phàm nhập thánh. Hắn tên là U Vũ, thân hình cao giáo, cường tráng như dao long, cơ thể lấp lánh, cả người cứ như là tiên nhân hạ giới, ánh mắt trong suốt, mày kiếm nhập tấn, ánh tuấn và thần võ. Đây chính là thiên tài mạnh mẽ nhất của thiên nhân tộc, hắn là một sơ đại, vốn là một hậu thế kinh diễm, này lại nhận được tán thành của thiên mệnh thạch thì càng thêm đáng sợ, không gì sánh được hai bên đường có thiếu nữ hò hét, ánh mắt hiện vẻ khó tả, tất cả đều nhìn về hắn, bởi vì từ nhỏ U Vũ đã được xưng là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc. Sau khi dung hợp thiên mệnh thạch thì thành tựu của hắn lại càng khó mà tưởng tượng nữa. Cứ như thế, thanh niên nhìn về Vân Hy, còn thiếu nữ thì nhìn về U Vũ, có mấy người không cách nào kìm chế được sự quý mến nên đứng bên dưới gào thét. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen đều thở dài, nhìn Vân Hy đi chung với U Vũ, có thể nói là quần anh hội tụ, hai người đi lại ăn ý, sóng vai cùng đi, các nàng cảm thấy chua xót. Hai người đều biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì thì hai người này sẽ là một cặp ngọc bích, trong tộc có truyền thống, thiên nhân mạnh mẽ nhất sẽ sánh vai cùng nữ hoàn mỹ nhất. Từ nhỏ, Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen đều ngưỡng mộ U Vũ, mà nay hai người đã không còn lực để cạnh tranh nữa, hiển nhiên Vân Hy có quan hệ thân thiết với U Vũ, người ngoài khó mà chen vào được. Lúc này, Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen đều ủ rủ, thậm chí sinh ra một vài suy nghĩ khác, nếu như kết làm đạo lữ với Ma Hi đáng ghét kia thì sẽ như thế nào? Có thể, nói riêng về thiên tư thì Ma Hi chẳng hề kém với U Vũ chứ. Hai người này giật mình, là đang buông xuôi hay sao? Các người nói thử tam đại trí tôn trẻ tuổi của thiên nhân tộc ta khi xuất quan thì sẽ đè ép được tên ma hi kia không có người bỗng nói thế tuyệt đối không kém một người nói chắc như đinh đóng cột sau đó giải thích nói ma hi mặc dù có thể nhấc bổng phi tiên thạch theo như một vị chân thần nói đó là bởi vì trên người hắn có một vật chất bất hủ đặc biệt nào đó tin tức này vừa ra liền khiến nhiều người kinh ngạc sau khi tìm hiểu kỹ thì không ai không mừng không ít tự tin đã trở lại dù thế nào đi nữa ta tin chắc hắn không phải là đối thủ của U Vũ, sơ đại của bộ tộc ta đã dung hợp với thiên mệnh thạch, ai có thể tranh hùng. Rất nhiều thiên nhân trẻ tuổi gật đầu biểu thị về đồng ý, bọn họ từng là hoàng tộc thượng giới, một khi xuất hiện sơ đại thì sẽ đáng sợ tới mức không gì có thể sánh được, mà lại còn dung hợp với thiên mệnh thạch thì càng phải ép chư hùng đồng đại. Mà hi rất mạnh à, đang đi giữa phố, U Vũ một trong ba đại trí tôn trẻ tuổi được muôn người chú ý mở miệng, nhìn về phía mỹ nhân đang đi cùng bên cạnh hắn. Vân Hy gật đầu, nói, mạnh vô cùng. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả trí cường giả trong thế hệ trẻ tuổi cũng thừa nhận người này. Hắn giết một vị chiến vương, một thanh niên đã dung hợp thành công thiên mệnh thạch nói. Mấy người này nghe xong thì không khỏi khiếp sợ. Cô vu nghe thấy thế thì gật đầu, nói, nghe đồn, đời này của chiến tộc có khả năng sẽ xuất hiện một vị chiến đế trẻ tuổi, ta rất chờ người này xuất thế. Ánh mắt của hắn trong suốt, phong thái tự tin, ý tứ siêu phàm ba người đi chung vốn muốn đi gặp thạch hạo thế nhưng lại được bẩm báo rằng hắn đang bế quan không cách nào ra gặp được cùng lúc đó cao tầng của thiên nhân tộc đang thảo luận chúng ta đã xuất quan cũng nên đi gặp ma hi một lần rồi có thể nhấc bổng phi tiên thạch có thể dựa vào thứ này để phát động được kinh văn vô thượng ghê gớm lúc này tuyệt không thể quấy dày phải dành cho hắn những điều kiện để ngộ đạo tốt nhất không cho bất cứ người nào quấy dày trong cung điện mông lung bởi dương mù kia mấy đại thiên thần vô cùng nghiêm túc, tất cả đều coi trọng thiếu niên ngoại tộc này, hy vọng trong mấy ngày nữa hắn sẽ đạt được pháp môn trọn vẹn. Mà chuyện này có ý nghĩa là, thiên nhân tộc sẽ nhận được một truyền thừa vô thượng. Chư vị, người mà chúng ta phải đi đã trở về, có lẽ sẽ có chút tin mừng, thiên thần thích thác mở miệng, vỗ tay một cái, một bóng mờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời mọi người đều hứng thú, bởi vì đây chính là người mà họ đã phái ra ngoài, tiến vào chiến tộc để tìm hiểu chân tướng thông qua một vài con đường đặc biệt thì đã tìm được chứng cứ, một vị chiến vương trẻ tuổi quả thật đã bị đánh chết trên vùng bình nguyên màu máu kia, bóng mờ bẩm báo. Chiến tộc giữ bình tĩnh thật, phong tỏa tin tức này, tới giờ cũng chưa hề truyền ra khỏi ngoại giới. Một vị thiên thần cười khẩy, bọn họ chết một vị kỳ tài đạt được thiên mệnh thạch, mà đối phương cũng chết đi một người, thôi thì cũng coi như là bằng nhau khởi bầm các đại nhân chiến tộc đã phong tỏa tin tức bởi vì có một chuyện không hề tầm thường người đánh chết chiến vương kia thân phận không bình thường bóng mờ ấy nói hả có gì mà không bình thường một vị thiên thần tỏa ra uy thế đầy mạnh mẽ trong cung điện cổ này lớn tiếng hỏi ngày đâu hắn là hoang lời này vừa ra trong cung điện liền yên tĩnh mà lát sau lại bùng phát ra khí thế không gì sánh được hiển nhiên mấy vị thiên thần bị chấn động mạnh lại là Hoàng Hà, một vị thiên thần đứng dậy, con mắt lưu chuyển hào quang đáng sợ, trong hư không đan diệt đầy thiên thần pháp liên. Bọn họ tuy cao cao tại thượng thế, nhưng cũng từng nghe nói qua cái tên này trong bí cảnh nguyên thiên, thiếu niên Ma Vương hoang đại chiến với các lộ kiệt xuất trẻ tuổi, diệt không dưới 10 vị sơ đại, đạt được tờ giấy vàng kim. Thần là thiên nhân tộc nên biết rất nhiều, cổ tổ lão thiên nhân cũng từng nói, hẳn là truyền thừa của lôi đế. Ha ha, chiến tộc chẳng trách ngươi lại phong tỏa tin tức thì ra là như thế ta đoán rằng bọn họ bí quá sẽ hóa liều muốn bắt thiếu niên ma vương hoang kia một vị thiên thần nói chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ trên người của thiếu niên ma vương hoang có bảo thuật trí cao ai không thèm chứ hắn lại xuất hiện ở bộ tộc ta thật sự không ngờ một vị thiên thần bắt đầu cười lớn chúng ta cũng nên thể hiện thái độ như thế nào đây một người nhíu mày hoàng trên người có đại bí mật có bảo thuật vô thượng kinh thế, ai không muốn bắt được hắn, đạt được hết thảy. Mà suy xét về một góc độ khác, hắn từng khiến chuyển nhân tiên điện ăn phải cứ thiệt lớn, thiên tư kinh thế, nếu như tiếp tục bồi dưỡng thì có thể trở thành uy hiếp vô cùng đáng sợ. Trước tiên gọi hắn tới, chúng ta gặp mặt cái đá, một vị thiên thần nói. Sau đó không lâu, thạch hạo xuất quan và được dẫn tới cung điện cổ xưa này, người dẫn đường rất giật mình, bởi vì trong tình huống bình thường thì rất ít người được đặt chân tới nơi này. Cung điện này rất cổ xưa, thường được dùng để giải quyết những sự kiện lớn. Thạch Hạo Linh cảm được, che giấu không được nữa rồi, dọc theo cầu thang tiến vào cung điện cổ tràn ngập sương mù này, hắn thấy mấy vị thiên thần. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, Vân Hy và hai thanh niên trẻ tuổi khác cũng ở đây, được phép đứng ở bên cạnh nghe bí mật, coi như là bồi dưỡng thành viên trọng yếu. Người đến cùng là ai? Một vị thiên thần mở miệng với uy nghiêm đầy đáng sợ. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, được một ít xương mù hỗn độn vần quanh, thần bí và mạnh mẽ. Lúc này, trong lòng Thạch Hạo yên tĩnh, hắn vô cùng thản nhiên, nói, ta là Hoang. Cái gì? Bên cạnh, Vân Hy giật mình, đôi mắt đẹp mở to. Cú Vũ và một gã trí tôn trẻ tuổi khác cũng chấn động, lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy khó mà tin được, người này lại còn có thân phận khác bên trên mấy thiên thần yên lặng không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy nói thẳng ra thân phận của mình khiến nơi đây rơi vào yên tĩnh